Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khánh thành công trình cung cấp nước sạch Phai Lầu nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập tổng công ty. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên bao gồm 7 thôn với 9 dân tộc sinh sống, bước vào xây dựng nông thôn mới với nhiều thách thức như tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng khó khăn khi các nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Trước tình hình thực tế này, EVN-NPC đã hỗ trợ xã Vĩnh Lạc xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch Phai Lầu, góp phần để Vĩnh Lạc từng bước xây dựng và giữ vững chuẩn nông thôn mới. Hệ thống cung cấp nước sạch này có tổng chiều dài ống dẫn chính hơn 4.000 mét, có chức năng đưa nước thô từ đầu mối về khu xử lý. Sau đó, nước sạch được phân phối đến Ủy ban Nhân dân xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và các hộ dân khu vực lân cận. Được biết, thời gian tới, EVN-NPC sẽ cùng với tỉnh Yên Bái quy hoạch điện tổng thể huyện Lục Yên tại xã Vĩnh Lạc, mang đến cho người dân một môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, từng bước xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững.